Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Hải Vô Pha Chế. Trong video clip này, Trần Hải sẽ chia sẻ với bạn một cái loại đồ uống cũng mọi người cũng biết là lâu rồi. Tuy nhiên là cách pha chế cũng như là cái cách làm và chúng ta còn vẫn vô vàn những câu hỏi, những câu chuyện liên quan đến cái cốc này là liệu có đúng hay là không đúng. Thế thì Trần Hải hôm nay sẽ chia sẻ cái phần này thì các bạn sẽ biết được nó là cái gì và tại sao nó như vậy. Đó chính là loại đồ uống mang tên là bạc xỉu. Nếu như chúng ta nói chuẩn hơn thì nó còn có tên dài hơn. Đây là một loại đồ uống mà nó bắt nguồn từ Quảng Đông Trung Quốc. Chúng ta cắt nghĩa của nó là như này: bạc thảy xỉu phế, nghĩa là một tách cà phê sữa trắng, một tách sữa trắng có một chút cà phê. Đó là tên đầy đủ của một loại đồ uống, đó là bạc xỉu mà chúng ta hay gọi. Thế thì trước uống thì nó dễ rồi, các bạn cũng nó rất là dễ và tìm đâu cũng ra. Tuy nhiên thì trong cái phần này, đây là cái video clip mà Hải muốn chia sẻ với bạn, ngoài cái cách làm, kỹ thuật làm cũng như là chúng ta phải còn hiểu về cái văn hóa, cái cội nguồn là tại sao như vậy. Đó là Hải chia sẻ với một chút thông tin như sau. Đây là một loại đồ uống mà nó bắt nguồn từ trong Sài Gòn, nó bắt nguồn từ những người Hoa vào những năm 1950 đến một năm 1960, từ rất lâu rồi, cách đây cũng khoảng độ 50 năm rồi các bạn nhé, 50-60 năm rồi, khá là xa. Tuy nhiên thì cái loại đồ uống này nó mới xuất hiện ở Hà Nội, cũng như là nó mới hot ở Hà Nội, ở thị trường ngoài Bắc vào những năm 2005, và nó hot đến tận 2010-2012. Và từ năm 2012 trở đây thì nó là một loại đồ uống bình thường, không còn phải là một loại đồ uống hot nữa. Tuy nhiên nó vẫn đi theo chúng ta, đi theo những người uống cà phê từ trước tới nay, thậm chí còn hàng ngàn năm sau. Đó là một loại đồ uống rất là hay các bạn nhé. Thế thì tại sao ra cái loại đồ uống này, mà tại sao nó hot? Thế thì đầu tiên cái đồ uống này nó đây là một loại đồ uống dành cho những người có thu nhập kém, hay còn gọi là những người nông dân, những người ở những tầng lớp rất là nghèo ở Sài Gòn ngày xưa. Thế thì trước đây ấy, uống sữa tươi là một điều xa xỉ, cho nên mọi người thường người giàu mới uống được sữa tươi. Cho nên là cái người lao động Sài Gòn ngày xưa, người ta cũng muốn uống sữa tươi, nhưng không có sữa tươi, người ta đành phải cho nước sôi các bạn nhé. Khi mà cho nước sôi vào, người ta phải pha lẫn nước sữa đặc. Chúng ta phải pha nước sôi và sữa đặc, hoặc có thể sử dụng đậu thỏ, sử dụng là sữa đặc. Đó. Thì thay vì người ta uống sữa tươi, người ta phải uống sữa đặc. Thế là người Sài Gòn cái thời đó mới, người bình dân của Sài Gòn họ mới nghĩ cách là phải cho nước sôi vào uống cho nó đỡ, cho nó rẻ tiền, cho nó đỡ chi phí. Sau đó người ta sẽ cho sữa đặc vào với cả nước nóng. Thế là người ta uống giống như sữa tươi uống thì rất thơm, gọi là uống một lít cũng hết. Nhưng mà sữa đặc pha với nước nóng uống thì không uống được quá hai cốc. Đó là người ta sau khi pha sữa đặc với cả nước sôi khuấy vào uống, không hoành tráng như sữa tươi. Cho nên những người có thu nhập thấp, người ta nghĩ rằng uống này là tanh quá, uống này thì nó là cái mùi hôi khó uống. Đó là lý do tại sao người ta bảo phải cho một cái gì đó vào cho thơm, nên người ta mới cho một chút cà phê vào để cho nó át đi cái mùi hăng, mùi tanh và mùi nồng của sữa. Cho nên nó mới gọi ra một cái cốc là gọi là cốc sữa trắng có một chút cà phê, bạc xỉu thảy xỉu phế. Và đến ngày hôm nay, cái thị trường bây giờ nó phát triển liên tục, sữa tươi không còn đắt nữa, sữa đặc cũng rất ngon, và đặc biệt là bây giờ người ta còn cho thêm cả một chút cốt dừa, cho nên là đồ uống hôm nay nó khác các bạn ạ. Nhưng về cơ bản nó bắt nguồn được những cái nguyên liệu như sau. Nguyên liệu bao gồm là đầu tiên phải nói là sữa tươi, sữa đặc, cốt dừa, cà phê và đá. Đó là năm cái nguyên liệu cơ bản. Còn để mà làm nó ngon như thế nào thì về cơ bản các bạn lưu ý, đối với sữa tươi chúng ta nên sử dụng các loại sữa full cream, nghĩa là sữa tươi nguyên kem, thì nó sẽ ngon hơn và nó ngậy hơn. Cái việc thứ hai đối với là nguyên liệu về cốt dừa thì ok các bạn biết rồi, không nói. Sữa đặc cũng không có vấn đề gì nhiều. Tuy nhiên đối với cà phê, các bạn lưu ý chúng ta nên sử dụng cà phê mộc, có thể pha phin, có thể pha máy. Nhưng các bạn pha máy nó sẽ tuyệt vời hơn, cái mùi thơm nó rất là đặc trưng và rất là thanh. Đây là một loại cà phê được kết hợp giữa sữa tươi, cà phê mộc, sữa đặc, cốt dừa và chút đá. Và đấy là cái cách mà Hải vừa giới thiệu các bạn biết là cái văn hóa về cách thức triển khai một loại đồ uống. Và sau đây chúng ta sẽ làm luôn. Chúng ta cùng làm. Làm thì các bạn biết rồi đúng không? Rất dễ. Làm thì quá đơn giản. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có những cái thắc mắc là có người là công thức như này, có người thì là nguyên liệu như thế kia. Vậy là ông nào cũng có làm sai.
nó hơi khó. Thì ở đây Hải muốn chốt cho bạn rằng nó ra một công thức như thế là cái sự cân bằng của chất lượng. Đó là người ta ra công thức đầu tiên. Cái việc thứ hai là khi ra công thức người ta còn phụ thuộc vào cái số lượng, có nghĩa là ly bán khách bao nhiêu tiền. Nếu bạn bán 15.000 một cốc bạc xỉu thì chúng ta sẽ cho cốc thấp hơn. Nhưng chúng ta bán 40.000 một cốc bạc xỉu thì rõ ràng cốc nó phải to hơn. Thế tại sao cốc to hay cốc nhỏ? Thì chúng ta phải đưa vào cái nguyên lý của nó. Tại sao ông bán cốc nhỏ, tại sao mà cốc to? Nguyên tắc là gì? Thế thì cái cốc bạc xỉu nó xuất phát từ một cốc nước uống bình thường, có nghĩa một cốc nước giải khát, nghĩa là nó phải có dung tích từ 280 đến 350 lít trên một cốc phục khách, thì đấy là tiêu chuẩn của cốc bạc xỉu. Từ đó để chúng ta biết được cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta phải đưa ra một cái định lượng, cho đưa ra một cái nguyên liệu để cho đúng cái dung tích của cái cốc mà mình phục khách. Đấy là cốc tiêu chuẩn là 350 ml. Còn các bạn có thể hạ xuống bằng cách là cho giảm sữa, cho giảm sữa tạp, cho tăng sữa tươi hoặc ABC nào đó để phù hợp với một cốc. Thì đó cũng là cái đầu tiên là cái cân bằng của chất lượng, cái thứ hai là cân bằng của cốc và cân bằng giá tiền để bán cho khách hàng. Đấy, còn với tôi, tiêu chuẩn tôi làm là tôi làm đúng cái tiêu chuẩn là một cốc, đây là một cốc đồ uống, một đồ uống mà nó mang tính là giải khát, có nghĩa là một cốc sữa tươi, thì tôi sẽ làm cái cốc tiêu chuẩn là 320 ml. Khi có nguyên liệu rồi chúng ta bắt đầu làm. Cái trình tự đầu tiên chúng ta cho sữa tạp. Cái đấy công thức của mình sẽ có rồi, các bạn nhìn bên cánh trái công thức sẽ ra, đúng không? Nó rất đơn giản. Việc thứ hai, sau khi cho sữa tạp các bạn cho cốt dừa. Có một số người nói là tôi không thích cốt dừa. Về cơ bản thì là một cơ bản sử có cốt dừa các bạn. Đến ngày hôm nay thì chúng ta khẳng định nó là có cốt dừa rồi. Tuy nhiên thì nếu như các bạn không thích cốt dừa, các bạn có thể nói với cả nhân viên người ba là cốc bạc xỉu anh là không có cốt dừa cũng không vấn đề cả. Nhưng mà lưu ý là cốt dừa chúng ta sẽ phải sử dụng cốt dừa xanh. Đem xanh này, nó sẽ ngậy nhạt. Nếu các bạn mua cái cốt dừa của Thái Lan, nó có còn mùi, ngoài lưu hiệu ngậy nó còn có độ ngọt, sợ nó không cân bằng. Sau đó thì khi cho cốt dừa sữa đặc, các bạn cho đá. Đá để dùng cho bạc xỉu cũng là một cái quá trình gọi là tranh luận những vô bờ bến các bạn. Thông thường để mà cái tiêu chuẩn cho đá để làm cốc bạc xỉu đó là đá đập dập các bạn. Nếu các bạn sử dụng đá bi thì các bạn nên sử dụng loại đá bi tròn và đá bi nhỏ. Tại sao phải cần như vậy? Bởi vì bạc xỉu nó cần cái tầng. Nếu các bạn để đá quá to hoặc là đá bào, cái tầng nó không còn nữa mà nó xấu. Đặc biệt là không nên dùng đá bào. Dùng đá bào nó sẽ làm cho cái cốc của chúng ta loãng nước nhanh, không ổn về chất lượng. Chúng ta nên dùng đá bi và đá càng dài càng tốt. Và chúng ta còn hai phần nữa, đó là phần cho sữa tươi và cho cà phê. Thì ở phần này chúng ta sẽ cho sữa tươi, sau đó chúng ta sẽ lắc cà phê để tạo tầng trên cùng. Sau khi ra chúng ta sẽ có 3 tầng, tầng dưới là màu của sữa đặc, tầng đây là màu cà phê và trên cùng là một lớp bọt. Chúng ta sử dụng bình đặc. Các bạn có bình lắc thì chúng ta lắc đúng bình shark shaker. Còn nếu không các bạn có thể cho vào cái chai la vi, chúng ta lắc lên bọt là được. Đây là mục đích của chúng ta lắc lên bọt. Các bạn có thể nghe. Nếu các bạn cảm thấy nó an toàn, nó chào các bạn lắc. Nghe là phải chinh phục nhỉ. Nó rơi cái đầu đấy. Đừng lắc thế. Bạn lắc này ok. Các bạn kiểm tra độ bọt bằng cách là bạn nhìn thế này. Nếu như này nó mịn, tôi chưa nhìn, các bạn nhìn trước tôi, thì đây là ok, ra nhiều bọt. Còn nếu nó không mịn, nó vỡ bọt nhanh thì cũng như thế này ít bọt. Đối với sữa các bạn lưu ý, chúng ta sẽ dùng cái sữa tươi full cream. Như vậy là sau khi có nguyên liệu, có được dụng cụ và đặc biệt là một chút thông tin liên quan đến một ly bạc xỉu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sau khi xem video clip này, các bạn đã rất là tự tin rồi, đúng không?
và cũng trải qua một vài cái thao tác kỹ thuật, và cuối cùng chúng ta có một cái sản phẩm, đó là một ly phạt thầy sư phé hay còn gọi là bạc xỉu. Các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vua Võ Chế. Và tôi tin chắc rằng sau khi các bạn đã xem trọn vẹn cái video như này thì các bạn sẽ có được một cái nhìn, cực kỳ tuyệt vời, và một cái nhìn tổng thể về đâu là một ly bạc xỉu và như thế nào là một ly bạc xỉu tiêu chuẩn. Một lần nữa tôi chúc bạn thành công.